Và đây là món World 8. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Channel. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món cocktail mang tên là World 8, quận 8. Món này được tạo ra vào năm 1898 ở Boston, Massachusetts, Mỹ. Và ở một cái quán bar tên là Lock Over. Và món này được tạo ra để kỷ niệm cái cuộc bầu cử của Martin M. Blomasnay. Để mà ông ứng cử vào cái vị trí của cơ quan lập pháp ở của bang và quận 8 của thành phố Boston lúc bấy giờ là một cái nhân tố quyết định để tạo nên cái chiến thắng của Martin. Ok, bắt đầu vào pha thôi. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Và thành phần chúng ta cần cho ngày hôm nay, thứ nhất mình sẽ cần một chai rye whiskey. Các bạn có thể sử dụng chai bất kỳ chai nào cũng được ha. White Turkey cũng có rye whiskey. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng chai Bulleit. Rye whiskey thì nó hơi đặc biệt hơn những cái dòng bourbon hay là Tennessee một xíu. Là rye whiskey thì người ta sử dụng lúa mạch đen nhiều hơn nên là cái mùi vị của nó sẽ khác hơn một xíu. Nó sẽ hơi hơi mùi tiêu và hơi hơi mùi chanh vàng. Thứ hai mình sẽ cần là orange juice, nước ép cam. Thứ ba mình sẽ cần là lemon juice, nước ép chanh vàng. Và cuối cùng mình sẽ cần là một ít Canadian syrup để làm chất tạo ngọt và tạo màu. Ok, bắt đầu vào pha thôi. Rồi, công việc đầu tiên mình cần làm đó chính là ướp ly và ướp shake nha. Đầu tiên mình sẽ ướp ly. Rồi. Và mình sẽ ướp cái shake này luôn. Rồi, mình sẽ cho các thành phần vào và mình sẽ lắc đều lên. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 60ml của rye whiskey. Thơm quá, cái mùi của rye whiskey rất là thơm luôn. Rồi, tiếp theo sau đó là chúng ta sẽ bỏ vào đây là 30ml của 30ml của orange juice. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ vào là 22.5ml, tùy vào cái độ chua của cái orange juice mà chúng ta sẽ bỏ vào khoảng giữa 15 và 22.5ml. Thì ở đây mình sẽ bỏ vào khoảng 20ml nha. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ bỏ vào mình sẽ bỏ vào là 15ml của Canadian syrup. Bây giờ thì mình sẽ bỏ đá vào và mình sẽ lắc lên thôi. Cái màu đẹp quá. Và mình sẽ double strain vô nha. Double strain vô ly. Rồi, mình sẽ trang trí nhẹ nó với lại một cái lát cam. Mình sẽ có cái miếng cam dày và mình sẽ cắt nó zigzag nha các bạn. Tạo mùi nhẹ. Rồi,
Và đây là món World 8. Ok, bây giờ mình sẽ uống nó nha. Cái màu xinh quá ha. Cái màu kiểu hơi tím tím, đỏ đỏ, đậm đậm. Cái mùi tinh dầu cao rất là thơm, kết hợp với lại cái mùi của rye. Yum. Mình cảm thấy nó hơi chua một xíu. Có thể là mình bỏ hơi nhiều cái này là mình bỏ hơi nhiều chanh và cái cam nó cũng hơi chua. Lần sau mình sẽ bỏ khoảng 15ml thôi thì nó sẽ ok. Mình nghĩ là mình cần gia giảm cái lượng của grenadine syrup và cái lượng của chanh lại một xíu, tại vì cái mùi của grenadine syrup hơi hơi nồng trong cái ly này. Tuy nhiên là nó rất là thơm, cái mùi của rye nó kết hợp với lại cái mùi của cam rất là thơm luôn, làm nền chua ngọt của grenadine syrup. Cái mùi của grenadine cũng rất là thơm. Mình nghĩ là nếu mà điều chỉnh một xíu thì nó sẽ ok hơn. Chỉ là cái mùi của rye nó hơi bị lấn bởi cái mùi của chanh và đường. Lần sau mình sẽ pha khoảng 15ml của chanh và sau đó là mình khoảng khoảng 10ml của grenadine syrup thôi thì sẽ mình nghĩ nó sẽ ok hơn. Nhưng mà đây là một cái cocktail khá là ngon. Mình nghĩ là những bạn nữ nào mà kiểu như thích uống cồn một xíu á sẽ thích cái món này. Đây là World 8. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi cái chuỗi video mình đang làm nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.